với đội Brunei ạ. Đào với Brunei ạ. Hôm nay thì là trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Brunei. Em nghĩ là 2-0 với đội mình. Em dự đoán là 2-0. 2-0 về Việt Nam ạ. Em dự đoán tỷ số là 2-0 nghiên về Việt Nam. Em mong là tỷ số hôm nay sẽ là 2-0. Thái Quý hiện đang mặc áo số 10 ạ. Em hôn một cầu thủ Quang Hải ạ. Quang Hải mặc áo số mấy em? 19 ạ. Có lẽ là em yêu thích nhất là Đình Trọng ạ. Em nhớ không nhầm thì Đình Trọng mặc áo số 21 ạ. Cô Phượng. Nani? Trong trận đấu thì ngày hôm nay em thích Đinh Thanh Bình với Triệu Việt Hưng. Đinh Thanh Bình mang áo số 11, Triệu Việt Hưng mang áo số 11.